Tính từ ngày 10 tháng 7 cho đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc COVID-19 với nhiều chuỗi lây nhiễm ghi nhận tại các địa phương. Trong đó, hiện tại chuỗi lây nhiễm xuất phát từ cảng cá Thọ Quang và chợ đầu mối Hòa Cường ở mức nguy cơ rất cao. Tuy nhiên, nhiều trường hợp liên quan vẫn chưa được rà soát, phát hiện kịp thời. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu ngành y tế và các địa phương khẩn trương rà soát danh sách liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường và cảng cá Thọ Quang, trong đó cần triển khai phát phiếu khảo sát đến tận từng hộ gia đình để nắm cụ thể trường hợp liên quan tuyệt đối không được bỏ sót khi có danh sách thì tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp theo quy định nếu trường hợp nào không khai báo sau này phát hiện dương tính thì sẽ xử lý nghiêm thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự